Quý vị và các bạn thân mến, Khám phá Huế kỳ này sẽ tiếp tục hành trình tìm về lăng mộ chính Chúa Nguyễn. Mời quý vị và các bạn cùng khám phá di tích lăng Trường Giang cùng phóng viên Minh Hiếu. Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình tìm về lăng mộ chính Chúa Nguyễn ngày hôm nay thì những người làm chương trình chúng tôi đã tìm được lăng của Chúa Thượng Nguyễn Phúc Lang. Đương thời dù chỉ ở ngôi vương 13 năm, nhưng đây là một vị chúa có nhiều công lao trong cuộc chiến tranh Trịnh Nguyện và mở rộng bờ cõi về phía Nam. Ngôi mộ táng của ngài Chúa Thượng hiện đang nằm tại xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngay bây giờ, thưa mời quý vị hãy cùng tìm hiểu về công lao của Chúa Thượng Nguyễn Phúc Lang và địa thế nơi an nghỉ cuối cùng của ngài. Chùa Nguyễn Phúc Lang kể ngôi cha là Nguyễn Phúc Nguyên lên nắm quyền từ năm 1635, tiếp tục xây dựng cơ đồ họ Nguyễn ở Nam Hà và đánh bại hai đợt tấn công của chùa Trịnh vào năm 1643 và 1648. Chùa Thượng là người trọng chữ nghĩa. Năm 1646, ông tổ chức khoa thi chỉnh đồ và hoa văn nhằm tuyển chọn nhân tài. Đây cũng là khoa thi đầu tiên của Đảng Trong để chọn người phò tả việc nước. Về quan chế, bên cạnh bộ máy giống thời chủ sải tiền nhiệm, ông đặt thêm chức nội tả, ngoại tả, nội hữu, ngoại hữu, như là tử trù của triều đình, giúp chúa cai trị dân. Sau nhiều năm cầm quân chiến đấu và lập được nhiều chiến công, năm 1648, chùa Nguyễn Phúc Lang ngã bệnh và qua đời, thọ 47 tuổi. Ngài được an táng tại làng Chiêm Sơn, Gò Cốc Hùng, Quảng Nam. Về sau được cải táng về vùng núi thuộc xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tên lăng là Trường Giang, hiệu là Thần Tông Hiệu Chiêu Hoàng Đế. Lăng Trường Giang nằm ở phía dòng Hữu Trạch, cách bờ sông khoảng 300 m. Cổng chính xoay về hướng bắc. Lăng mộ cũ bị xuống cấp nghiêm trọng, bờ thành ngoài bị đổ vỡ. Ngôi lăng này mới được trùng tu vào năm 2017 theo lối kiến trúc cũ với hai vòng thành chữ nhật, bình phong trước và sau. Ngôi mộ hai tầng hình khổ chữ nhật nằm giữa khuôn viên. Nơi an nghỉ cuối cùng của Chùa Thượng Nguyễn Phúc Lang giờ đã được chỉnh trang thoáng rộng theo đúng kiến trúc tiêu biểu của một ngôi lăng mộ thời các chúa, để hậu thế mãi lưu nhớ về một vị chúa đã có công giữ vững bờ cõi nước ta, đem đến cho dân chúng thời bấy giờ một cuộc sống yên bình, sung túc.